Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Mới đây, theo đề nghị của Bộ Nội vụ, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm P khoản 1 điều 2, Nghị định số 83/2022/NĐ-CP vào ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Sẽ bao gồm thêm vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định tại Nghị định số 83/2022/NĐ-CP, thì một trong các đối tượng được áp dụng quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là cán bộ công chức nữ giữ chức vụ, chức danh Ủy viên Ban Thường vụ kiêm trưởng các ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nghị định số 99/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Theo quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ, đối tượng áp dụng quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là cán bộ công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh, phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương, phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phó tổng biên tập Báo Nhân dân, phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thứ trưởng cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ, phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, phó tổng kiểm toán nhà nước, phó trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó là các chức vụ như Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ kiêm trưởng các ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy là người dân tộc thiểu số. 3 trường hợp người từ 60 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội. Theo khoản 5 điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây thì được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 1. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo. Không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 2. Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm 1, đang sống tại địa bàn các xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn. 3. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm 1 mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. 4. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội, nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. Ngoài ra, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng, theo quy định pháp luật về người khuyết tật cũng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Như vậy, người từ đủ 60 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội bao gồm người từ đủ 60 tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Người đủ 60 tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. Người từ đủ 60 tuổi là người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng. Bởi đối tượng được tăng thêm lương hưu sau khi đã tăng 15%, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh tăng lương hưu thêm 15% trên mức lương hưu hàng tháng đối với 9 nhóm đối tượng. 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội Nông dân Nghệ An chuyển sang theo quyết định số 41/2024/QĐ-TTg, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, văn bản hết hiệu lực kể từ mùng 1/8/2023, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, văn bản hết hiệu lực kể từ ngày mùng 1/8/2023, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2010 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 10/11/2003. 3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật. Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, quyết định số 613/QĐ-TTg năm 2008. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định 206/CP năm 1979. 4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định 130/CP năm 1975, văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 1/6/1999 và quyết định số 111/HDBT năm 1981. 5. Quân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định 142/2008/QĐ-TTg được sửa đổi bổ sung bởi quyết định số 38/2010/QĐ-TTg. 6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 53/2010/QĐ-TTg. 7. Quân nhân công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. 8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. 9. Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1/1/1995. Trong đó có 7 nhóm đối tượng từ 1 đến 7 nêu trên nghỉ hưởng lương hưu trước ngày 1/1/1995 sau khi điều chỉnh tăng lương hưu 15%, có mức hưởng thấp hơn 3.500.000 đồng trên một tháng thì được điều chỉnh tăng lương hưu thêm theo điều 2 Nghị định số 75/2024/NĐ-CP, tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.200.000 đồng trên một người một tháng, tăng lên bằng 3.500.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng một người một tháng đến dưới 3.500.000 đồng một người một tháng. Mức đóng, phương thức của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 1/7/2025. Theo Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, quy định mức đóng, phương thức và thời hạn đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vào quỹ hưu trí và tử tuất. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ, Chính phủ quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây. Hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần cho nhiều năm về sau với số tiền đóng thấp hơn số tiền đóng theo mức quy định nêu trên. Một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu với số tiền đóng cao hơn số tiền đóng theo mức quy định nêu trên. Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động được quy định như sau. Trong tháng đối với phương thức đóng hàng tháng. Trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần. Trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần. Trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau với số tiền đóng thấp hơn số tiền đóng theo mức quy định, tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập hàng tháng làm căn cứ đóng đối với trường hợp đóng một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu với số tiền đóng cao hơn số tiền đóng theo mức quy định nhưng sớm nhất là tháng trước liền kề tháng người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.